Chào mừng các bạn đến với channel The Tiny Talk. Hôm nay chúng ta sẽ có một tụ bài với chủ đề là có lời khuyên nào cho mối quan hệ của bạn với họ hay không. Thì cái mối quan hệ này có thể là mối quan hệ tình bạn, tình yêu, hoặc là mối quan hệ đối với một cái người nào đó mà các bạn và họ đang có một cái mối quan hệ gì đó và các bạn đang cần cái lời khuyên cho cái mối quan hệ này. Thì ở đây mình có 3 tụ bài theo thứ tự từ trái sang phải là 1, 2 và 3. Các bạn hãy chọn tụ bài nào mà các bạn cảm thấy thích. Và vì đây là thông điệp chung cho nên là các bạn hãy đón nhận những thông điệp này với góc nhìn tích cực nhất nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào tụ bài đầu tiên. Chào các bạn chọn tụ 1, đây là tụ bài dành cho các bạn. Chúng ta có một tiền nữ hoàng cốc và 7 tiền. Đối với các bạn chọn tụ 1 thì nếu mà có một cái lời khuyên nào ở đây cho mối quan hệ giữa bạn với lại cái người đó, cái người mà bạn đang suy nghĩ đến, thì cái lời khuyên ở đây có lẽ là cái mối quan hệ này có thể quá tập trung vào cái mặt vật chất. Và cái điều khiến cho các bạn, bạn hoặc người đó hoặc là cả hai bạn luôn á, là các bạn đang có vẻ như là hơi lo lắng về mặt vật chất hơi bị nhiều. Lo lắng về mặt vật chất nhiều và cái tình cảm của các bạn giống như là cái mối quan hệ nào nó cũng phải có một cái cảm xúc ở trong đó, thì cái cảm xúc của các bạn á, nó chưa có được nhiều. Nhưng mà là nó chưa có được nhiều bằng cái nỗi lo về mặt vật chất, cho nên nhiều khi á, các bạn có thể bị cái nỗi lo về mặt vật chất nó đè lên cái cảm xúc giữa cái mối quan hệ của các bạn. Cho nên nó là lời khuyên ở đây là cái mối quan hệ này cần có một cái cảm xúc, cần có một sự nuôi dưỡng về mặt cảm xúc ở đây. Và nếu như mà các bạn hoặc là hai bạn luôn không có biết làm sao để mà nuôi dưỡng cái mặt cảm xúc này á, thì các bạn có thể tìm kiếm cái lời khuyên từ một cái người mang năng lượng nữ, có thể là mẹ, có thể là chị của các bạn. Thì cái người này có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện mà một cái người trưởng thành về mặt cảm xúc, và có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện nuôi dưỡng cảm xúc ở đây ha. Và cái người phụ nữ này rất là tốt bụng và rất là quan tâm tới cái vấn đề cảm xúc, cho nên là họ khá là nhạy cảm, cho nên là họ rất là biết cách quan tâm về mặt cảm xúc ha. Cho nên nếu như mà các bạn chưa có biết làm cách nào để vun đắp cái khía cạnh cảm xúc trong cái mối quan hệ của các bạn, thì các bạn có thể tìm kiếm lời khuyên từ cái người phụ nữ này. Rồi thì đó là lời khuyên dành cho các bạn chọn tụ 1. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chào các bạn chọn tụ 2, đây là tụ bài của các bạn. Chúng ta có 10 cốc, 2 kiếm, 4 kiếm. Tụ 2 này, nếu mà có cái lời khuyên nào cho cái mối quan hệ của các bạn thì là có thể là các bạn trước đó các bạn có một cái khoảng thời gian để gắn bó, nhưng mà sau này thì bạn cảm thấy như là bạn có thể như bạn nhắc kết nối, các bạn cảm thấy như là cái mối quan hệ này bị nhắc kết nối thì không biết là có cái chuyện gì nó đã xảy ra. Nhưng mà nếu mà có lời khuyên nào ở đây á, cái lời khuyên đó là các bạn nên cân bằng được cái cảm xúc ở bên trong của mình và cân bằng được cái cảm xúc của cái mối quan hệ này. Bởi vì trong một cái mối quan hệ thì mỗi người đều có một cái nhu cầu và một cái mong muốn khác nhau. Khi mà các bạn cân bằng được cái nhu cầu và cái mong muốn đó thì các bạn mới giải quyết được cái mối quan hệ này, mới gặp nhau để mà giải quyết cái mối quan hệ. Bởi vì là một cái mối quan hệ cân bằng á, là mình biết cân bằng nhu cầu, mong muốn và cảm xúc của hai bên một cách trung thực và thận trọng. Thì nếu như bạn, một trong hai bạn từ chối cái việc mà đi đến cái quyết định mà giống như là ngồi nói chuyện với nhau, từ chối cái việc ngồi nói chuyện với nhau á, thì nếu như mà cái chuyện nó xuất phát từ cái người kia thì dĩ nhiên là
phải do cái quyết định của người kia. Còn nếu như mà cái chuyện này nó xuất phát từ bạn á, thì đôi khi á, cái lời khuyên cho bạn ở đây là đôi khi bạn cảm thấy bị cô đơn trong cái mối quan hệ, hoặc là đôi khi bạn cảm thấy là bạn bị đứt kết nối với cái người đó, thì là nhiều khi á là do bạn tự cái kết nối với cái người đó. Nếu như mà bạn cần thời gian để suy nghĩ, để an tĩnh lại cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cân bằng lại cái cảm xúc của bạn, thì bạn hãy cân bằng lại cảm xúc của bạn xong rồi, nếu như mà bạn muốn tiếp tục duy trì cái mối quan hệ này, thì bạn phải chủ động kết nối lại với người đó, rồi hai bạn mới ngồi lại với nhau tìm cách để mà cân bằng lại cái cảm xúc, cái nhu cầu, cái mong muốn của hai bên để cho cái mối quan hệ này nó tiếp tục nó phát triển ha. Rồi, đó là lời khuyên dành cho các bạn trong tụ hai. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chào các bạn trong tụ ba, đây là tụ bài của các bạn. Chúng ta có The Magician, Kỵ sĩ cốc và bốn cốc. Đối với các bạn chồng tụ ba thì không biết là các bạn với cái người này á có phải là cái người mới quen hay không, giống như là các bạn với cái người này mới bước vào cái mối quan hệ, hay là bạn mới hay là sao đó. Thì cái điều nếu mà có lời khuyên nào ở đây dành cho bạn á, thì mình thấy rằng là Tarot đang khuyên bạn là nên sử dụng cái lý trí của bạn nhiều hơn ở đây một chút, bởi vì khi mà mình nghĩ là khi bạn xem cái tụ bài này á, có thể là bạn đang trong cái trường hợp là không, kiểu như là bình thường nha, bình thường thì bạn rất là tốt trong cái, rất là giỏi trong cái chuyện mà bạn sử dụng cái lý trí của mình, hoặc là bạn có một cái sự nhìn người nào đó rất là được ở đây. Nhưng mà cho tới khi giống như là nếu như mà bạn cho người khác một cái lời khuyên gì đó, thì giống như người khác có một cái bạn kết bạn, thì bạn cho người khác một cái lời khuyên rất là ok nha. Nói chung là khi mà bạn nhìn vào cái trường hợp của người khác thì bạn biết, nhưng mà tới cái trường hợp của mình, khi mình kết một cái người bạn rồi, nhưng mà tự nhiên cái bây giờ mình không có biết là mình nên làm như thế nào á, thì có thể như là cái người này á rất là giỏi về cái việc ăn nói, rất là giỏi về cái việc ăn nói, và cái sự ăn nói này nó rất là đúng vô cái nơ của bạn, cho nên là nhiều khi á bạn bạn cảm thấy hơi hơi hoang mang rồi sau rồi kiểu như cái khả năng mà phán đoán của bạn á, giống như là coi con người này có tốt để chơi hay không hay là sao, thì nó tạm thời nó bị những cái đó nó làm cho giảm xuống, giảm cái khả năng quyết định của bạn xuống. Cho nên á, nếu như mà bạn muốn coi tiếp tục coi cái mối quan hệ này, cái người này sẽ làm như thế nào, và cái mối quan hệ này á nó có tiếp tục lâu dài hay không, thì bạn có thể ở đó, nhưng mà bạn hãy sử dụng cái lý trí của bạn nhiều hơn, giống như là nhiều khi để coi có cái người đó có thật sự là cái người giỏi ăn nói hay là không. Tại nếu như bạn có một chút xíu nào đó nghi ngờ trong đầu mình, thì ok cứ để cái nghi ngờ đó, tại vì cái người này là một cái người mới đúng không, thì nếu như cái người này là một cái người mới thì bạn cứ giữ những cái nghi ngờ đó trong cái người đó, trong người bạn, tại vì mình không biết được là người ta như thế nào, cho nên là luôn luôn lúc nào mình cũng phải có một cái rào, hàng rào bảo vệ cho mình. Thì sau khi mà bạn chơi tiếp xúc một tập thời gian rồi, khi nào mà bạn nhìn ra được cái con người này rồi á, thì bạn quyết định để có nên tiếp tục cái mối quan hệ này hay không, bởi vì bài thì cho thấy là có thể là cái khả năng trong cái lĩnh vực này của bạn rất là tốt đấy, giống như là cái khả năng nhìn người với các bạn đó, thì đôi khi mỗi người có một cái nư, thì đôi khi người ta nói hơi hơi trúng được cái nư của bạn chút xíu, thì cái khả năng của mình nó sẽ bị giảm xuống như kiểu kiểu vậy đó. Cho nên là luôn luôn lúc nào bạn cũng phải nhớ rằng dùng cái lý trí của bạn để xem là cái người này thật sự là cái người ta dẻo miệng, người ta không có cái tấm lòng nào khác, cái ý xấu gì hết, hay là người ta dẻo miệng vì một cái mục đích nào đó. Thì cho nên là nhiều khi có nhiều khi bạn có một cái cảm giác gì đó thì hãy tin vào cái cảm giác của mình,
Và hãy nếu bạn có hứng thú thì hãy điều tra nó, giống như là bạn thấy người này có cái vấn đề gì đó thì bạn có quyền tìm hiểu ha. Rồi thì đó là cái lời khuyên dành cho các bạn chọn tuần 3. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.